Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cây mới, đó là cây sữa lá nhỏ, hay còn gọi là cây bú sữa đất, thiên căn thảo cấm địa. Là một loại cây thảo bọc bờ dưới đất và có lông, và khi tôi ngắt thì thấy có nhựa mủ màu trắng. Đây, các bạn thấy cây nào ạ? Đây, cây này xíu đây. Thì thấy có sữa. Cái này mà con dạy ở nước ta rất nhiều. Thấy nhắc ta thấy có sữa ở đầu đây. Ừ, công dụng của nó thì cây này có thể dùng để chữa kích lỵ và lợi tiểu, cải thiện ra máu và phụ nữ thiếu sữa sau đẻ. Cây này thu hái tốt nhất là nên vào mùa hè, có thể phơi khô để dành để sắc sắc nước uống. Và công dụng cũng như mô tả chi tiết của nó, các bạn có thể xem phần mô tả bên dưới, mình có ghi rất rõ bên dưới. Cây bú sữa đất thì nó có hai loại, một cây lá nhỏ, đây là cây lá nhỏ, một loại là cây bú sữa lá to, mình sẽ mô tả ra một bài khác. Đây là cây sữa lá lớn đây bạn, đây. Rồi công dụng và tính năng của nó mình sẽ mô tả ra một cái gì khác. Tại khi mình ngắt lại lá nó có tiếng thế này.